Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 5 tháng 9 năm 2019 thì chúng ta tiếp tục thảo luận về vấn đề né Trung Quốc, Nguyễn Xuân Phúc đành cúi mặt vào Việt Nam, Tập Cận Bình điều tàu lớn. Và quả thật đã ngày hôm qua là ngày 4 tháng 9 trong buổi họp báo chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu cương quyết đấu tranh đối với các hoạt động vi phạm chủ quyền trên biển của nước ta. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể tham khảo trên những cái trang truyền thông của trong nước và đặc biệt là trang của chính phủ ghi rất rõ, và hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc đã nêu cái kiến nghị này trong cái cuộc họp thường niên của chính phủ diễn ra vào ngày 4 tháng 9 hôm qua. Và điều đặc biệt và trong cả cái cuộc họp đó thì ông Nguyễn Xuân Phúc cũng như những cái bộ trưởng và những cái người có trách nhiệm không hề lên tiếng yêu cầu và nói rõ việc đấy là cái nơi cái vi phạm chủ quyền là ai vi phạm, nước nào vi phạm và bao nhiêu tàu và vi phạm ở đâu, thì điều đấy đã không được nói ra mà chỉ nói một cái chung chung. Và đây là hành động hết sức né tránh của người đứng đầu chính phủ, đó là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng những cái bộ trưởng của ông và Bộ trưởng Quốc phòng cũng như là những cái thứ trưởng khác trong cái việc mà bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Và cũng qua cái việc này thì các bạn cũng có thể thấy rằng một lần nữa ông Nguyễn Xuân Phúc lại không dám chỉ đích danh tàu Trung Quốc, mặc dù rõ ràng là cái việc xâm phạm chủ quyền này là do những cái tàu Trung Quốc gây ra, mà báo chí quốc tế và những cái biểu đồ hàng hải đã ghi rất rõ trong thời gian qua mà chúng tôi đã cứ liên tục truy cập và cung cấp thông tin cho các bạn. Và đây là chiếc biểu đồ của vào ngày 3 tháng 9 là tàu cẩu khổng lồ Nanjing của Trung Quốc, cách bờ đường cơ sở của Việt Nam chỉ có 11 hải lý mà thôi, tức là khoảng 20 km. Và nếu mà để sát lại thì các bạn cũng có thể tham khảo những cái thông tin này mà chúng tôi xin đưa tải sau cái video clip này. Đó là chiếc tàu Nanjing chỉ sát đảo Lý Sơn chỉ cách có 30 hải lý và ngay sát bờ biển của Quảng Ngãi ở Việt Nam chỉ khoảng cũng khoảng 30 hải lý, và điều đó rất nguy hiểm và nghiêm trọng vì trong suốt cái thời gian gần 2 tháng vừa qua thì những cái chiếc tàu như vậy của Trung Quốc với quốc kỳ Trung Quốc rất rõ ràng là một sao to và 4 sao nhỏ đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam, đó là vùng đặc quyền kinh tế. Nhưng người đứng đầu của nhà nước của Việt Nam là ông Nguyễn Xuân Phúc không hề dám nhắc tới trong cái cuộc họp báo ngày 4 tháng 9 ngày hôm qua. Và trong khi đó thì những cái nước khác trên thế giới như Mỹ, Anh, Đức, Pháp đã chỉ rõ đây là tàu Trung Quốc xâm phạm chủ quyền vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, và điều đó các bạn có thể xem và tra cứu ở trên mạng xã hội cũng như những trang báo quốc tế của nước ngoài như đài tiếng nói Hoa Kỳ, đài RFE/FA, BBC hoặc Thời báo DE và nhiều trang blogger cũng như trang báo độc lập khác ở nước ngoài đều đăng tải rất rõ là Bộ Quốc phòng Mỹ phản đối Trung Quốc uy hiếp hoạt động dầu khí của Việt Nam trên Biển Đông, ghi rất rõ như vậy. Và Bộ Quốc phòng Mỹ hết sức quan ngại trước các nỗ lực tiếp diễn của Trung Quốc vi phạm trật tự quốc tế dựa trên luật lệ trên khắp khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ phát đưa ra vào ngày 26 tháng 8 vừa qua đã nói rõ. Thông cáo nói gần đây Trung Quốc tái tục sự can thiệp mang tính uy hiếp nhắm vào các hoạt động dầu khí lâu nay của Việt Nam trên Biển Đông, trực tiếp đi ngược lại cam kết của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tại buổi đối thoại Shangri-La rằng Trung Quốc sẽ theo đuổi con đường phát triển ôn hòa. Và Bộ Quốc phòng Mỹ tố cáo các hành động của Bắc Kinh hoàn toàn trái ngược với tầm nhìn của Mỹ về một vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương rộng mở và tự do, mà qua đó các nước lớn nhỏ được bảo đảm an toàn chủ quyền, không bị uy hiếp và có thể theo đuổi tăng trưởng kinh tế phù hợp với các luật lệ quốc tế cũng như chuẩn mực được quốc tế công nhận. Bộ Quốc phòng Mỹ khuyến cáo Trung Quốc sẽ không đạt được lòng tin của các nước láng giềng hay sự tôn trọng của cộng đồng quốc tế bằng cách duy trì các chiến thuật hiếp đáp trên. Và đây là bài báo các bạn có thể xem ở trên đài tiếng nói Hoa Kỳ ghi rất rõ cái nội dung như vậy. Nhưng bản thân ông người đứng đầu chính phủ là ông Nguyễn Xuân Phúc và những cái người có trách nhiệm mà liên quan không hề nói trong cái cuộc họp báo ngày 4 tháng 9 hôm qua. Đấy là cái điều mà rất đặc biệt của Việt Nam khi mà phải để quốc tế lên tiếng, nhưng bản thân mình, những người mà nơi mà bị xâm phạm chủ quyền thì lại không hề nói gì một cách cụ thể và chỉ rõ ai là người xâm phạm. Và chỉ dấu này cho thấy là nội bộ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và tam trụ của Việt Nam chưa có đường lối rõ ràng với cái biện pháp dùng vũ lực của Trung Quốc, như họ đã dùng tàu rất lớn để đâm đuổi các cảnh sát biển của Việt Nam cũng như tàu đánh cá của Việt Nam và gây ra trong thời gian vừa qua mà Việt Nam không thể làm gì được những chiếc tàu này. Và có lẽ thấy rõ rằng Đảng và Chính phủ Việt Nam không dám phản đối thẳng thắn nên phía Trung Quốc ngày càng lấn tới, cụ thể là điều tàu khổng lồ, tàu cẩu chuyên đề cẩu đi sát vào vùng lãnh hải của Việt Nam và nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và có thể cái việc này là để chuẩn bị cho bước hạ đặt giàn khoan ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và đây là biểu đồ, đây là hình ảnh của chiếc tàu cẩu, đó là tàu Lan Thị Dinh. Và chiếc tàu cẩu này được cho rằng là lớn nhất của thế giới vì nó có thể đem theo và hạ đặt giàn khoan rất nhanh chóng. Và các bạn thấy nó khổng lồ như thế này. Đấy. Và đương nhiên có một số cái thông tin nói rằng là tàu cảnh sát biển Việt Nam ra xua đuổi. Nhưng với những chiếc tàu như thế này thì cái trọng lượng của nó rất lớn, cũng như là đi kèm với chiếc tàu còn có rất nhiều những tàu hải cảnh hung dữ của Trung Quốc, quần đảo xung quanh. Cho nên các bạn nhìn thấy rất rõ với cái đường đi của chiếc tàu cẩu khổng lồ của Trung Quốc, nó không hề thay đổi và nó đi đúng theo vị trí mà nó muốn và không bị tất cả những cái tàu cảnh sát của Việt Nam ngăn cản. Và đây là đường họ đi từ phía Trung Quốc vòng qua đảo Hải Nam, sau đó vào đến ngày hành trình của tàu Nanjing của Trung Quốc từ ngày 5 tháng 8 năm 2019 đến ngày 3 tháng 9 năm 2019 và tiến rất sát ở bờ biển của Quy Nhơn. Và đây là điều mà Việt Nam cần phải xem xét để bảo vệ được chủ quyền của mình trong thời gian tới, vì chắc chắn Trung Quốc sẽ tiếp tục lấn át Việt Nam trên Biển Đông để tìm mọi cách bảo vệ cái đường 9 đoạn mà Việt Nam hay gọi là đường lưỡi bò mà Trung Quốc lại cho rằng đấy là lãnh thổ của họ. Và Việt Nam trong gần 2 tháng qua liên tục bị các tàu hải cảnh và hải giám của Trung Quốc cũng như tàu thăm dò đi vào ngang nhiên hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, tức là vùng 200 hải lý. Nhưng các hoạt động chấp pháp của Việt Nam dường như bó tay với tất cả những cái hành động hung hăng của Trung Quốc và xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc, vì họ có lực lượng hải quân cũng như là họ có lực lượng tàu hải cảnh rất lớn với trên 300 chiếc, phải nói lớn nhất thế giới. Và những cái tàu đó, có những tàu có trọng tải đến 20.000 tấn thì nó có thể đâm chìm và đâm thủng tất cả những cái loại tàu cảnh sát biển hoặc là tàu nào của Việt Nam tới gần. Và điều đó rất nguy hiểm cho cái việc an ninh hàng hải cũng như tự do hàng không khi mà có những cái hoạt động trên cái vùng biển, ngay trên vùng biển của Việt Nam, đó là vùng đặc quyền kinh tế mà không thể chối cãi. Và Việt Nam thì cũng chưa dám kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế như Philippines, và điều đó cũng gây bất lợi cho Việt Nam, vì khi muốn được quốc tế ủng hộ Việt Nam trong cái việc đấu tranh chống cái sự xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc thì Việt Nam phải có bằng chứng pháp lý, phải có phán quyết của tòa án quốc tế, mặc dù có thể những cái tòa án như Philippines làm là tòa trọng tài kinh tế, nó không có tính chất bắt buộc thực thi, nhưng đấy là một phán quyết pháp lý. Thì với những cái nước văn minh như Mỹ, Đức, Anh, Pháp và những cái nước dân chủ tự do khác mà hiện nay đang lên tiếng ủng hộ Việt Nam thì họ rất cần những cái phán quyết đó để có thể thuyết phục quốc hội nước họ và thuyết phục người dân nước họ và thuyết phục ngay cả những cái quân nhân phục vụ trong cái lực lượng hải quân của họ để bảo vệ giúp Việt Nam, cùng Việt Nam bảo vệ được chủ quyền biển đảo, không phải chỉ cho Việt Nam mà gồm có tự do hàng hải và tự do hàng không ở trong những cái khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và cũng một cách bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể nhận ra rằng có lẽ Việt Nam đang rất lo sợ Trung Quốc trừng phạt họ khi mà kiện Trung Quốc đưa ra tòa quốc tế bằng nhiều cái hình thức khác nhau mà chúng ta đã chứng kiến trong thời gian vừa qua. Đó là việc họ hạn chế hoặc dừng hẳn nhập hàng nông thủy sản của Việt Nam, dẫn đến việc người nông dân của Việt Nam không thể bán được hàng và phải đổ đi hoặc là phải bán với giá rẻ mạt, và gây ra một cái khó khăn rất lớn và thất thoát rất lớn cho người nông dân vốn đã rất khó khăn trong cái việc mà duy trì cuộc sống và sản xuất của mình dưới một cái điều kiện rất khó khăn khắc nghiệt tại Việt Nam. Và với chính sách lập lờ như hiện nay của Việt Nam thì dự kiến trong thời gian tới thì chắc chắn rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục điều thêm nhiều tàu thăm dò, tàu hải cảnh vào hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để khoan dầu, như là chúng ta đã thấy những cái hình ảnh mà trong thời gian qua liên tục đã được đưa tải trên trang của China News hoặc là trên trang của ông giáo sư Matheson của Đại học Hàng hải Hoa Kỳ mà các bạn có thể xem trên trang tweet đó. Và đây là cái hành trình, một trong những hành trình đó mà chúng tôi có thể đưa ra để các bạn tham khảo, là ngày 1 tháng 9 tàu khảo sát dầu khí Hải Dương 8 tiếp tục mở rộng hoạt động của mình đến khu vực gần bờ biển Việt Nam, cách chỉ khoảng 83,7 hải lý, có nghĩa là chỉ có 155 km mà thôi. Thì đây là cái hành trình của nó, và đi kèm những chiếc tàu Hải Dương 8 này thì có 4 chiếc tàu hải cảnh rất hung dữ của Trung Quốc và sẵn sàng đâm chìm tất cả những tàu nào đi lại gần chiếc tàu Hải Dương này. Và chính vì vậy mà hành trình của nó các bạn thấy đi rất rích rác và rất đầy đủ để họ thăm dò và đo đạc cái vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam mà Việt Nam không thể làm gì được trong lúc này. Và có lẽ những cái quyết định này ở phía cấp cao nhất là Bộ Chính trị và Ban Bí thư cũng như là tam trụ của Việt Nam chưa có cái quyết định dứt khoát đối với Trung Quốc về cái việc mà họ xâm phạm chủ quyền, cho nên họ cũng không hề có phát ngôn một cách chính thức, một cách trực tiếp là khi mà Trung Quốc xâm phạm vào Việt Nam rất nghiêm trọng như thế. Và đương nhiên với chính sách 3-0 của mình thì Việt Nam hiện nay là rất cô đơn, đứng ngoài các liên minh quân sự quốc tế, nên rõ ràng là rất dễ bị Trung Quốc đè bẹp và uy hiếp liên tục và trong thời gian tới. Và cụ thể nhất là các bạn cũng đã thấy hình ảnh mà chiếc tàu của Trung Quốc đã vào rất gần, hiện nay đang vào rất gần cái khu vực mà cá voi xanh, nơi có cái dự án mà chúng ta đã nhìn thấy rất rõ, dầu khí lớn nhất của Việt Nam, mà dự kiến khai thác được mỏ này sẽ đóng góp gần 20 tỷ đô la vào ngân sách của Việt Nam. Và đương nhiên là cái dự án này gồm có hợp tác của tập đoàn dầu khí ExxonMobil của Mỹ với công ty Petro Việt Nam trong thời gian qua. Tuy nhiên hiện nay dự án đang rất khó khăn vì liên tiếp và ngay trong lúc này đang bị Trung Quốc uy hiếp, và chính vì vậy mà tình hình sắp tới đây sẽ còn có nhiều diễn biến phức tạp, khó khăn và bất lợi. Và có theo thông tin mà chúng tôi nhận được, có một số tướng lĩnh, một số người có chịu trách nhiệm trong cái lực lượng hải quân và quân đội Việt Nam, họ cũng nói rằng là cũng có thể lần này là buộc phải chiến đấu, tức là bắt buộc phải đưa vũ khí ra để chiến đấu, vì như các bạn đã biết thì Trung Quốc là liên tục bồi đắp những cái đảo mà họ cưỡng chiếm được của Việt Nam và xây dựng thành những căn cứ quân sự khổng lồ. Đây là hình ảnh chụp từ vệ tinh đảo Đá Chữ Thập, nơi mà chiếc tàu Hải Dương 8 cùng đội tàu thăm dò và hộ tống của nó đang đậu ở đây để tiếp tục chuẩn bị cái hành trình quay trở lại Việt Nam trong thời gian tới. Và Trung Quốc đương nhiên họ không từ bỏ cái cách để họ dùng cái vũ lực để áp đặt cái đường lưỡi bò, tức là đường 9 đoạn mà họ nói rằng là chủ quyền của họ, mà các bạn nhìn rất rõ đây là đường lưỡi bò màu đỏ và nó ôm trọn toàn bộ Biển Đông, và Việt Nam thì gần như là chỉ còn một cái viền rất nhỏ bờ biển. Mà như vậy nếu mà họ thực hiện cái đường này, mà hiện nay họ đang thực hiện cái đường này, bảo vệ cái đường này là bằng mọi cách, bằng mọi giá, thì ngư dân Việt Nam sẽ mất hẳn cái ngư trường và hàng triệu người Việt Nam sẽ không còn ra biển để làm cái nghề biển từ thời cha ông chúng ta để lại, đó là nghề đánh cá và khai thác thủy hải sản, cũng như Việt Nam sẽ mất đi gần như hầu như tất cả các tiềm năng về dầu khí và mỏ, cũng như chủ quyền rất lớn ở vùng biển đang bị Trung Quốc tìm mọi cách uy hiếp và cướp của Việt Nam, sau khi trước đây vào năm 1974 họ đã đánh chiếm của Việt Nam Cộng Hòa toàn bộ quần đảo Hoàng Sa, và ngay cả đối với đồng chí của họ đó là Việt Nam cùng ý thức hệ cộng sản, nhưng họ vẫn vào năm 1988 họ vẫn đưa tàu và đến bắn chết 64 chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam. Và điều đó phải khẳng định rằng là Trung Quốc không bao giờ từ bỏ cái ý đồ của họ để thôn tính lãnh thổ, lãnh hải của những nước khác, và trong đó đặc biệt là Việt Nam. Và chỉ còn một cách mà các bạn cũng đã biết là chỉ có ông Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cần phải vứt bỏ cái thể chế độc đảng và cái chế độ xã hội chủ nghĩa từ thời Liên Xô cũ mà ông đã học từ những năm 80, để trên 90 triệu người dân Việt Nam được bầu cử tự do, lựa chọn nên đội ngũ lãnh đạo mới, xây dựng và bảo vệ được chủ quyền đất nước Việt Nam trong thời gian tới. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Năm, ngày 5 tháng 9 năm 2019. Và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Và các bạn hãy để lại những bình luận cũng như chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết, và hãy cho chúng tôi biết những cái yêu cầu để chúng tôi có thể cung cấp nhanh nhất, trung thực nhất những thông tin tới các bạn. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn.